Xin chào tất cả các bạn. Thì sáng nay hai tiếng cháu mình bắt đầu đang chuẩn bị nấu mì quảng nha các bạn. Thì mình có mua một cục thịt nè, thịt nạc nè, để xào xào chung, với lại mình có mua vài con tôm nữa là xào chung lên để ăn chung với mì quảng á. Đang xắt thịt ra nè. Rồi đây nè các bạn, thì đây thịt là nãy là thím mình bả ướp với lại hành, tỏi với lại tiêu, rồi gì nữa ta? Miếng hạt nêm ừ, ít thôi. Hạt nêm, miếng đường. Miếng đường đó hả? Rồi tôm mình cũng ướp y chang vậy phải không? Tôm ướp y vậy đó, tôm mình cũng ướp y vậy luôn. Ướp một chút, ướp này để khoảng bao nhiêu phút đi? Để khoảng 15 phút. Khoảng 15 phút. Đó, chút nữa mình xào lên đó. Chút nữa mình xào. Bây giờ mình mới ấy thôi, giờ qua làm rau. Rau là mình có mua rau, như người ta rau xà lách, rau cần, với lại rau này là rau thơm. Cái kim ngò chứ không phải cần. Ngò. Còn bên đây là nồi nước nè, nồi nước súp dùng nè, là mình có mua mấy cái đùi gà nè để nấu lên cho cái nước nó ngọt. Vớt cái bọt. Để chút nữa nó sâu sâu lên chút cái mình vớt bọt ra. Rồi bây giờ là chuẩn bị cắt hành ngò nha các bạn. Cắt cái đầu hành mình bỏ riêng ha. Đầu hành mình không cắt. Chỉ cần cái lá thôi. Không phải dân chuyên nghiệp cắt có khác không? Nay mướn đầu bếp từ Chicago qua mà. Rồi bây giờ bắt đầu bỏ tỏi với hành vô, với lại cái đầu hành hồi nãy mình còn chừa lại mình đập dập ra đó, để chuẩn bị mình xào tôm với thịt chung để mình ăn mì quảng nè. Giờ bỏ thịt vô. Tôm mình bỏ sao ha, tôm mình mau chín rồi ha. Xào cho thịt cái xăng xăng lên chút ha. Nó xăng xăng cho nó thơm rồi bắt đầu mới bỏ gia vị, bỏ bột nghệ vô. Bỏ một bột nghệ cho cái màu nó đẹp ha. Với lại nó thơm lên nữa. Mì quảng hết. Rồi đây là cái gói nêm gia vị mì quảng nè. Cái gói này mà người ta bán sẵn ở chợ luôn các bạn. Gia vị nấu mì quảng Phan Thiết nè, là mình bỏ vô một muỗng. Còn này là mình bỏ vô một muỗng bột nghệ luôn. Đó, lần chút lại làm nên cái màu nó đẹp lắm. Chút mình có bỏ cái gia vị này vô cái nước của nó không thế? Không. Không hả? Xào này cái nó ra nước cái tinh chất qua bên kia. Cái gói này cũng có lý chứ, gói này ở bên ở chợ người ta bán nhiêu gói ta? Nguyên đồng là phải. Có một đồng bạn, có một đồng mới gói này, nhưng mà chợ là bán 20.000 rồi bạn. 20.000 là mình về mình nấu mì quảng rồi mình cứ bỏ vô. Đó, giờ cái màu lên đẹp ạ. Đó, bây giờ bỏ thịt qua một mé rồi bắt đầu đổ tôm vô. Đó. Tôm này mau nên bỏ sau. Mới bỏ vô cái đỏ lên liền thôi ha. Dễ lắm. Vậy xong rồi mình mà bỏ ra được rồi đó. Vậy là chín này. Về cái mình phớt ra gì. Cái lấy cái miếng nước ở dưới này nè. Đổ qua bên cái nồi nước lèo. Là cái nồi nước lèo có màu lên có đẹp màu luôn. Có màu lên. Mình không cần phải rút ai đi á. Không cần phải bỏ nhiều ấy quá. Đó, đây nè các bạn, thì đây là cái tô mì quảng của mình làm nè. Mì quảng thường thường các bạn thấy là cái nước không có nhiều đúng không, nhưng mà mình cái cách mà mình thích ăn mì quảng là mình thích nước nhiều lỉnh lãng. Tại vì sao? Tại chút mà mình mà bỏ cái bánh tráng này vô này nó hút hết cái nước rồi, nó không còn cái nước gì đó đó, nên mình thích cho nó lỉnh lãng ăn vậy hút nước mới ngon. Rồi thì bây giờ bẻ bánh tráng nè. Bánh tráng này bà bánh đa đó mua trong cái hộp đó các bạn, cái bỏ vô microwave á, cái mà microwave nướng bấm lên cỡ 1.5 phút là nó được cái bánh như vậy đó.
Thấy không? Giờ mà bỏ bánh tráng vô là bánh tráng hút hút mấy cái nước đó hết à. Đó, còn đây là có bịch đậu phộng nè. Đậu phộng thì mình không có thích giả ra, mình thích bỏ vô nguyên hộp vậy đó. Cắn hộp đậu phộng ăn mới đã. Thấy không? Rồi bây giờ mới trộn lên nè. Miếng nước này. Ô, vừa ăn. Vừa ăn luôn. Quá ngon. Cộng mì này cũng khó gấp kìa nha, gấp nó trượt nha. Bánh tráng nè. Có mì quảng này mà cho mình ăn mỗi ngày cũng được luôn, không có bị ngán. Mì quảng cộng này gấp nó bị trượt. Bỏ muỗng. Quá ngon. Tôm nè. Người miền Nam mình thường thường ít ăn mì Quảng. Có nhiều người không biết ăn luôn á. Tự nhiên ít nước quá người ta nói kỳ kỳ. Như nhà mình mấy dì mình không biết ăn mì Quảng. Tại vì mấy dì mình người người Nam, người Bến Tre. Cái món gì kỳ, món ít nước không? Nhưng mà bên nội mình, nhà bên nội mình thích ăn mì Quảng. Trứng cút này mua nguyên dĩ về làm luộc nè. Trứng cút bên đây là có trứng cút lon đó các bạn. Người ta lột sẵn rồi đó, người ta bỏ vô cái lon, đóng cái hộp lại. Mà mấy cái đó ăn nó bị bở bở chứ nó không có ngon vậy mấy này. Chịu khó mua về luộc ăn ngon. Chứ người ta bán cái lon sẵn hết rồi. Mỹ này hầu như cái gì người ta cũng có bán sẵn. Xoài mà xoài chín đó cũng có bán trong cái hộp. Thấy trong Costco, bữa thấy trong Costco có bán trong cái hộp lọt rọt ra sẵn rồi, chỉ cần về bỏ ra ăn thôi. Mỹ người ta làm biến chứ lại không có thích mà lột lột mấy cái vậy. Mỹ không có ai mà mua mà mấy cái này bị về ngồi lột đâu. Có cái trứng gà là cùng người ta cũng mua cái loại mà nấu luộc rồi mà lột sẵn ra rồi người ta về người ta ăn. Chứ mà còn mà mua về mà thịt luộc như mình với lại đập ra rồi lột ra người ta không có làm đâu. Nhưng mấy con tôm này là vậy là để về người ta không biết ăn cả. Người ta phải ăn tôm đã lột sẵn rồi. Thì mình phải nấu mì Quảng ngon. Chờ bỏ qua là chỉ chủ yếu là nhà nó bánh nấu cho nồi mì Quảng. Mà mình ít ăn rau, không ăn rau, không bỏ rau. Không có bỏ giá bỏ giết vậy. Này lấy muỗng múc khỏe hơn ăn đũa luôn á.
quá đã luôn. Bé bụng quốc tô quá đã. Mấy bạn đang coi này, các bạn nào thích ăn mì Quảng không? Hai chủ yếu thích ăn gì đó, bánh canh hủ tiếu. Trứng này. Trứng cút. Ở bên này có bán trứng cút lộn nữa nha các bạn. Có bán trứng cút lộn không á? Mình coi tật là ăn phải uống nước. Nhiều người nói làm gì hại bao tử lắm. Mà ăn vậy quen rồi. Ăn uống nước hạ quen à. Ăn phải có chai nước kế bên uống vô đỡ ngán. Em bé là ba đang giữ chổng á. Ba giữ mới ngồi ăn đây được chứ sao ăn được. Bây giờ đó, người quay phim cũng khó khăn rồi đó, làm clip khó khăn rồi đó, không phải giỡn đâu. Bây giờ là một phải đợi, ngủ sai thiệt sai rồi mới muốn làm gì làm được. Chứ mà mới quay hai người được chứ không ấy là phải không? Có người giữ, mới ăn uống được. Thấy không? Phải giỡn đâu. Rồi làm gì cũng khó khăn á. Có con ở gì cũng khác á chứ không phải muốn nào. Làm gì lúc nào cũng được. Đó, đây nè em bé nè, em bé đang nằm chơi với ba nè. Hi chị. Hi. What you doing? Đang làm gì cha? Hả? À, ba cho nằm vậy đó chứ. Baby, sit up baby. Hi chị. Hi baby. Con chào mọi người đi, con nói hello. Hello everybody. Hi. Con chào mọi người đi, con say. Con chào mọi người. À. À, đang làm chơi với ba đó. Cười đi con, cười đi. Cười đi. Smile. Dạ, yeah, em cười kìa. À. That's so cute. Are you a cutie pie? Are you my little one? Trời đất ơi, kêu cười cái cười, cười cái nữa cài, con cười cái nữa cài. Yeah. Cười. Cười đi, con cười với mọi người đi. Smile. Smile. Rồi. Xong rồi. Thì cảm ơn tất cả các bạn đã xem cái video clip của mình nha. Mình sẽ hứa sẽ quay em bé nhiều cho các bạn cùng xem, cũng như là tại vì mấy bạn đề nghị là quay em bé nhiều đó thì mình cố gắng, khi mà nó thức á, thì mình sẽ quay cho các bạn. Tưởng nãy là tưởng nằm ngủ, ai ngờ vô đây thức nè, thức mắt cho cáo đây nè. À, cười nữa đó. À. What daddy doing? He just make you smile. Yeah.
Rồi xin cảm ơn tất cả các bạn nha. Chào tạm biệt tất cả các bạn và hẹn gặp các bạn ở theo video clip tiếp theo. Bye bye. Cô nói đi. Bye bye. Bye bye.